Chuyện anh chàng mua giày cho bạn gái bằng những tờ tiền gần như là cuối cùng còn lại trong ví đang khiến cho dân mạng đồng loạt chia sẻ rất nhiều. Sau hơn 12 tiếng đăng tải thì nhận về gần 85.000 lượt thích cùng với hơn 14.000 lượt chia sẻ. Những con số này chắc chắn đã quá đủ để có thể chứng minh rằng câu chuyện chàng trai đi xe Dream mua tặng bạn gái đôi giày bằng những tờ tiền gần như là cuối cùng của mình trong ví đang thu hút sự chú ý của dân mạng như thế nào. Câu chuyện này được đăng tải trên một Facebook có tên Tuệ Nhi. Theo như Tuệ Nhi viết thì anh chàng này đến cửa hàng của mình và muốn chọn một đôi giày với tiêu chí nhìn sang mà không đau chân cho bạn gái. Lựa qua, chọn lại một lúc thì anh chàng băn khoăn giữa hai đôi có giá 390.000 và 550.000. Tuệ Nhi cũng chia sẻ thêm rằng đôi giày kia có thể là tiền lương vừa nhận, tiền cơm hai bữa mỗi ngày, là bữa nhậu với bạn bè được từ chối khéo, là chiếc áo khoác mới chưa kịp mua. Anh ấy đã dành tặng cho cô bạn gái của mình tất cả. Một người đàn ông bình thường nhưng sẵn sàng dành cho ta những điều tốt đẹp nhất. Cô gái nhận được đôi giày kia chắc chắn là một cô gái hạnh phúc. Những dòng chia sẻ về câu chuyện giản dị này đang thu hút nhiều bình luận. Đa số trong đó là những comment thể hiện sự ngưỡng mộ về tình cảm và sự chu đáo của anh chàng này dành cho bạn gái mình. Mặc dù không giàu có, cao sang gì, nhưng anh bạn ấy vẫn luôn nghĩ đến người yêu. Họ cũng mong rằng cô gái sẽ trân trọng tình cảm chân thành ấy. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn là một số ý kiến cho rằng chỉ còn từng đấy tiền nhưng lại dành tiền mua hết quà cho bạn gái, nhiều khi cuộc sống có nhất thiết phải thế không?